Của Đức Thầy là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn trưa mến trận mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, thì Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì kính thưa với quý bà con cũng như đồng đạo, cộng đồng mạng cũng như ở trong nước và ngoài nước, khi mà nhận được cái clip này thì quý vị sẽ thấy những gì mà Đức Thầy đã giới thiệu trước đây là một cái niên kỷ của ông là ba nhật cũng như là trăm năm, thì ông đã hết cái nhiệm vụ của ông. Thì ông giới thiệu qua nó cũng nhiều đoạn, nhiều câu mà hôm nay đồng đạo hỏi qua cái đề dạng này. Ở trong con giáp này đó thì sự thật thì Đức Thầy đã quyết định cũng như nói là trong một giáp ăn cần suy tính, thì muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đức Thầy cho biết là nhiều chỗ bơ vơ, thì quý vị biết cái giặc giã chiến tranh là bà con của mình sẽ bơ vơ, là mất của cải tài sản đó. Rồi thêm cái nữa, trở về Việt Nam anh em bên Việt Nam nên mà ăn nó cũng không được, khó khăn, xăng dầu lại là nó bực, nó lên giá nó, quý vị thấy. Rồi thêm cộng cái nữa đó là lục bão ở ngay là miền Trung miền Bắc phải nói là khủng khiếp. Rồi cộng thêm đó là về nghĩa là ở Vĩnh Long đó, nghĩa là sụp đất phải nói đó là hết. Báo tin đó, mười mấy căn nhà, hai mấy căn nhà gì đó thì tiêu tàn hết trơn hết trọi quý vị. Thì tới đây mà Đức Thầy đâu nói đời cùng phải tu cho gấp mới kịp thì đó. Bây giờ động đất là sóng thần nổi lên rồi sụp đất ở Vĩnh Long, thì nó còn một trận tới đây là dữ dội, có thể là ở Cù Lao đây sẽ sụp hoặc là nuông cấm nổ, mà chứ không phải nói cái chuyện chơi. Nhưng mà muốn nổ đây đó phải cho biết đó là giặc giả chiến tranh ở thế giới, nếu mà Nga chiến này mà nó quýnh thua đồng minh thì coi chừng tức nước dở bờ, thì nó đem hạt nhân ra nó bấm mấy không, hoặc là Liên Xô mà nghe là Trung Quốc nó cũng bấm cái nữa, thì cái Biển Đông đó là phải nói là sôi sục à. Nhưng mà cũng phải có công đó, nghĩa là trục kia nó chọi đồng minh thì hai sông khô cạn nhật tinh rạng ngời, thì ngọn thủy triều nôn nước sụp sôi, thì bầu trái đất một phen lưng chuyển đó, thấy không, nó lưng chuyển nó cho nên là nó quay trái đất rồi, thì coi chừng cái này nó mới chạm tới vùng Cù Lao. Mà Đức Thầy cho biết là một Cù Lao sụp trước làm đầu, Mã Long ứng ngữ ra hồ quan thiên, nghĩa là quan trời xuống để giữ người hiền đó, cái người hiền là giữ lại, chứ còn cái người hung là chiến này có thể là giữ không được, cho nên bị nạn rồi phước đức không có, thì phải nói là nó trôi lăn theo cái dòng xoáy cũng như là định lực cũng như là nhân quả nó. Thì bây giờ cái nhân quả quý vị thấy nói khổ này nó sẽ nó dồn dập tới chúng ta, cho nên nó là cuộc thảm khổ chiều mai sẽ đến, là cái câu giảng này chiều mai ông Phật cấm nói chiều mai sẽ đến. Thì ở trong con giáp này thì quý vị thấy cái năm tí nó đã có, thì sủ này nó đã có thì cái năm dần đã có rồi, thì tới cái năm mẹo này nó sẽ có nữa ở trong cái giai đoạn 4 năm này đó. Thì ông sư giải đó ông nói là giáp tí cơ cuộc chưa có rồi, chưa có rồi trơn á, rồi bước qua ớt sủ mới khổ thu nhiều bề, làm cho nhiều việc tiêu điều, mua ngàn thiên hạ chính chiều thông dôn, kẻ thời kiếm mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn muốn chi, cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sắm dậy còn gì. Trời ơi cô bác thôi, nói tới đây rồi nghiên cứu qua cái giáo lý của Đức Thầy, rồi nghiên cứu qua của ông sư giải rồi, phải nói là chỉ còn cách là chúng ta lo tu nữa mà thôi, nó kịp với cái thời gian, chứ còn nếu không tu là coi chừng mình thiếu cái công đức, thiếu cái phước, thành ra chúng ta sẽ bị nghe là cái nạn bệnh dịch đó. Ngọc Hoàng đã sai nghĩa là chư tướng xuống để nghe răng trần thế, nói cho nên cũng có câu là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là ngày sinh cách cậu xa làng người quê quán chợ như thoàn linh đinh đó. Thì cho nên Đức Thầy nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngục Đế sử phân cho chúng, cho nên Đức Thầy nói đâu có là chấm hết đàng hoàng là căn bản đó. Cho nên ông Ngọc Hoàng ở trên nó mới hỏi công đồng xem xét hẳn hoài rồi sai chư tướng xuống để răng trần thế đó. Rồi có câu lớp đau chết kể thôi vô số đó, bây giờ bà con mình coi có phải y gì không, vô số tính đến cái nghe là đau chết. Thì bây giờ cái bệnh Covid này nó kéo dài một tí
sủ chúng ta tu qua cầu giảng Đức Thầy. Nếu ai ở trong nước và ngoài nước, tôi cũng có lên nhiều clip, nhiều anh em quay, thấy không? Nếu ai mà tu gặp khó khăn này kia nọ, ra trở về sáu tỉnh miền Tây hoặc là trở về An Giang, rồi mình cứ thú thật, thấy không, với anh em, với địa phương, hoặc là quý vị về nghe là Kiên Giang hay Dũng cũng vận động đó, nghĩa là gạo tiền này kia nọ cho anh em ăn tu. Nó qua câu giảng, nó qua câu giảng là gì? Đức Thầy nói đó là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật, liên đài ắt lên, chứ không còn rủ nhau đi kinh doanh nữa, cũng không rủ nhau làm gì mà tiền nhiều nữa đó. Rồi qua câu giảng Đức Thầy đó là cũng giới thiệu nữa, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu, xưa nay đạo hạnh quá lu, ngày nay sáng tỏ, đền bù ngày xưa đó bà con. Bây giờ hồi nào bây giờ làm ác gì đâu không biết, mà bây giờ chỉ phát tâm nếu mà lo tu thì Phật bù cho mình hết, là tội gì đó là kể như bỏ hết cho mình đó bà con, nếu tin tưởng cho lý Đức Thầy. Còn nếu bằng không thì ở trong cái năm dân này, rồi có khi nghĩa là nó tiến lên tới cái năm Mão là chúng ta coi chừng buồn cho bá tánh, nghĩa là hết mù rồi tới đu, là mới nói không có nhân quả, không có gì hết. Thì người ta nói là sống, thấy không, chỉ là mạnh được, yếu là thua mà thôi, chết là hết. Cái mấy người đó là như vậy. Nhưng mà ở đây đó Đức Thầy nói là phải có là nhân quả, phải có trời Phật, thấy không, cho nên phải có cái việc là biến diễn. Thầy đã nói, còn những người đó ta không có tin. Nên cho nên hôm nay đó là Đức Thầy dạy cho tiên, ông tiên thì không biết nhân quả, không biết, ông phàm cũng biết, mà ngặt có cái là ma quỷ giúp tranh là không biết cái này, cho nên nó trôi lăn theo hoài, nó trôi lăn theo hoài ở trong cái biển mê, cái sông khổ này. Nếu sống lên là mạnh được yếu thua, cho nên mới đem ra những cái cuộc là ác liệt để chiến đấu với nhau. Chỉ là có cái tài giỏi gì hơn, học giỏi đó, không lo tu lại là chế, cũng như bây giờ mình nói đó, chế lên chế cái trái bom hạt nhân tên lửa đó, bấm cái lại đó cừ chơi, chứ đằng kia người ta chết không biết nhiêu người, phải không? Thấy cái này cái là khổ không? Mà từ cái khổ đó mà Đức Thầy mới than với mình đó, ta chịu khổ, khổ cho bá tánh, nhưng rồi trong một giác ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng có than. Ý Đức Thầy nói ngang, nếu than này bằng đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà đang dạy cái đàn xa chưa có rõ, thấy chưa, không có biết tu gì trơn trời, mà bây giờ chỉ lo mần có tiền ra cái súng vô hùng vô đang mần trái bom, thấy không, rồi mần cái tên lửa gì đó để cho tiêu diệt cái đất nước đó đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái khổ này nó hoài hoài đó, thì nói cho anh em bà con ở đây nó phải có cái dòng xoáy, cái định lực và cái nhân quả, nó linh hồn có chứ không phải là không đó. Cho nên Đức Thầy dạy cho tiên phàm ma quỷ xúc tranh, bây giờ ma quỷ với quỷ xúc tranh là nó không có cái đạo gì hết, chỉ biết hơn tôi mà thôi. Như mình cho nên cái trận này đó là cho nên Đức Thầy dạy rồi là Đức Thầy mới ta dừng tay chờ đợi lên thiên, Đức Ngọc Đế mới xử phân cho chúng, xử mà lại còn phân. Cho nên từ cái năm Tý tới giờ bà con thấy coi cái hiện tượng rồi cái biểu lộ ra để cho mình thấy coi, như vậy thì ở tại Việt Nam rồi mình ở tại tỉnh An Giang coi mình thấy mình có phước hay không, hay là mình có hơn bà con người ta các nơi hay không. Nếu thấy được như vậy thì nhận cái chân lý đó mà chúng ta lo tu theo cái giáo lý của Đức Thầy. Nó Đức Thầy giới thiệu và con tin chắc rằng là Đức Thầy sẽ độ và hộ mình đến mức cuối cùng. Vì gì nghe là hôm nay nuôi cấm chưa có nổ là Thầy còn độ được. Còn nếu bà con nào mà là chậm trễ mà để mà nuôi cấm đã nổ rồi thì ở đây là Thầy không có thừa nhận nữa. Cũng như giờ đi bán vé mình mua vé, thấy không, là có cái vé đúng chuyện là chúng ta lại cửa là chúng ta vô. Nên cho nên từ chỗ đó nói cho bà con để nắm bắt cho nó rõ ràng, để rồi là động đạo mới hỏi đó coi có hay không. Nên cho nên cái này là nó phải có cái dòng xoáy, là cái lực, là nhân quả của việc của trời đất biến chuyển sắp tới đây, thì nó có từng lớp như cái tuồng hát này, nó có màn. Mấy ông bây giờ là Đức Thầy nó tuồng xưa kia sắp đặt nó lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu lừa lọc con tiên là cháu Phật, con tiên cháu Phật mới vô trong ấy là có nhà có cửa ở. Còn nếu ở ngoài thì chứ giác đó là không có nhà cửa hết trơn, chịu nạn giặc giả chiến tranh rồi thu giữ nó lộng hành, thấy không. Cho nên là ông sư giải đó ông nói đó, bấy lâu dạy chẳng nghe lời, để cho ác thú trên trời xuống ăn nữa đó mới hết. Người ta chứ không phải chuyện đơn giản, khắp bốn biển mà
như là liên dây nghĩa là hòa hảo, người ta tính vô đây ta bao dây là mấy hòa hảo hiện lắm, được có mấy người đông, thấy không? Vô đây có thể là thu mình ra ngoài là ta vô nở nó ta dành, nhưng mà tới đây dành được, thấy không? Cho nên nó là cái người tu người ta đó là ta có phước đức giác, đó là ở trên là trời Phật đó. Ngọc Hoàng đã có ấn chứng ở trên rồi, vô dành không có được đó. Cho nên mình còn cái gốc và cái nhóm ở tại cái thánh địa đây là có gốc đạo. Còn bây giờ mình đi trên ở thế giới này coi có cái chỗ nào có cái gốc đạo như Đức Thầy đã chỉ dạy không? Nên mình ở đây là trong cái đạo cả và lớn và cái đạo nghĩa là siêu cao, phải nói sâu hết sức là tuyệt vời. Cái nạn đó là giặc giả, chiến tranh. Khi mà thế giới nó bùng phát rồi đó thì nước ông cấm nổ đó là có câu là sấm vang thì lộ bản vàng, chi nhu thế giới khắp tràn tử thi, chữ thi mới gần chữ sổ vi, vì ham của báo ly kỳ mẫu ra, đến chừng đó mới trời ở đất khởi mang khủng hình và bỏ chán phục. Cho nên khi thấy cái bản vàng rồi nó qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Giác đó là cái nạn của An Giang mới chịu cảnh khổ đó. Cho nên là châu đốc An Giang mang nặng cả là chỗ này. Còn nếu ai có tu thì Đức Thầy mới chọn cho mình là vô có bốn thẻ, là vô trong đó mình mới nhìn ra à, thì giác đó là trời Phật mới che chở mình đó. Nếu ai không tu là ở ngoài thì nó giống cũng như là người ta vậy mà thôi, chứ không phải nó ở An Giang rồi vô. Bởi vì ở đó, gần chứng Phật có dấu lý, phải không? Ông dạy hàng ngày mà không lo tu cũng như lo ăn chơi, phải không? Rồi nghĩa là không nghĩa là tin tưởng, cho nên khổ nạn sắp tới đây là nó bị cảnh khổ này. Nó cho nên nó là hôm nay đồng đạo hỏi qua câu đó thì cái nạn tới đây là cái nạn giặc giả, chiến tranh nó qua. Cho nên hôm nay đó là Đức Thầy đã chuyển, chuyển là bây giờ bốn cái cửa thành là giống như là bốn thẻ đó. Cho nên sau này đó nó đụng chuyện rồi là cù lao sập ở trên kia thì luôn cấm nổ, thì mới có câu là dở sơn tô là thấy muôn nhà, thì cái ngọn cải dầu trống lỏng cửa trời thì người hung khó tới, đổi giờ hiền lương đó, thấy không? Cái người hiền là đổi giờ vô, còn cái người hung ác là giờ ra cho là chịu nạn, phải không? Bây giờ nạn giặc giả chiến tranh rồi phải là trả quả cho cái tớp là thú dữ này nó xuống, bây giờ nó đói nó gặp mình là nuốt à, chứ không có từ chối ai hết trơn rồi đó. Cho nên từ cái chữ đó là cái nạn sắp tới đây là có thể, cũng có thể đó là cái năm mẹo này, năm mẹo này mà ăn không được, rồi có khi tôi qua tới cái năm thìn đó. Năm thìn thì là mèo lui rồng tới bay dơ dẫn, thì thế giới nha chiến tranh nổ, nổ bằng khắp bụng á, mà thế giới giờ nó nổ là nó nổ bằng tên lửa hạt nhân không. Cho nên mới có câu là ngọn thủy triều nô nước sụp sâu đây này, chỗ này phải không, sụp sâu trong rồi bầu trái đất một phen lưng chuyển, lưng chuyển thì mới chạm cù lao chạm đúng cánh mà chứ đương không như gì ai làm gì nó, phải không? Nó giống như bây giờ đó là đương không mà biểu mình đói ai đói, giặt giả quýnh rồi mới xách chỗ sách chạy mới đói chứ đương không sao đói khổ, phải không? Nó cũng như bây giờ đương không ai cũng vậy, có nhà có cửa đó, tính ra tiền tỷ thôi mình chỉ cái đó ở Vĩnh Long đi, phải không? Đó, bây giờ sụp đóng mất tiêu đơn vậy rồi cái của hỏi kỹ là có ai còn đồng chú các bạn đâu, có cái gì đài giang tiêu tan ra trơn ra mình không, phải không? Đó, nói về cái vấn đề đó là Đức Thầy chuyển cho mình thấy như vậy, mà chúng ta trở về cái gốc để mà lo tu cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây. Rồi thêm cái nữa nó mấy người mà mở tiệm vàng, mở tiệm vàng nha, vậy thì bảo bữa hôm đó mình nhìn ra Bình Định coi phải y gì không, cho cũng cho mình thấy nữa. Nó bây giờ nó là vàng để trong tủ mà lại là lốc thấy tới, thấy không? Lốc nghe tới rồi là vàng nó bay mất tiêu, rồi tiền nó cũng bay luôn. Vậy rồi bà con mình ở đây thấy như vậy mà còn tạo nữa hay không? Thế không, bởi vì không có tạo cái phước đức thì vàng nó bay đi này, do đâu? Do nó là phép trời, mà ông trời thì ông sai chư tướng xuống, mà ông chư tướng xuống biết ông tướng nào, mà tướng trời xuống đâu có phải tướng nào mà là dở đâu, thấy không? Nên cho nên nó là từ cái chỗ đó bà con mình thấy như vậy rồi thì nhìn kỹ đây, rồi tới cái năm rồng đây là phải nói là ác liệt anh em. Em quay bên sau chứ còn tới cái năm thìn này là dữ dội đó. Bởi vì đó là con mèo này nó lui rồi đó, là rồng tới là bay dây dẫn thế giới, chiến tranh nó nổ trận này rồi đó. Nếu ai mà không ăn tà hủ, không ăn tương tu đấy không, coi chừng là tiêu hồn tiêu xác luôn. Mà nếu ai còn cái xác mà lẩn quẩn về cái cánh bốn con thẻ đi vô đó thì coi chừng thú dữ nó xuống, nó gặp mình là kể nên nó quất Satan, thấy không? Như mình trá quá mà, nên bởi vì khắp bốn biển giác đó liền dây nó là hòa hảo,
rồi nhà Phật con tiên nhắc đó mới hé miệng rồi. Nghe không? Bởi vì nghe là mình tính về đất quê hương của mình đó, mà nghe là có Phật, mai về mình không có tu, phải không? Là về đây rồi gặp thú dữ không, mỗi lần về có du lịch đồ rước ngang, mà dáng này về lại là thú dữ ra chặn đường rồi chạy đường nào. Còn nếu ai mà có phước đức lo ăn chay cúng lại tu hành kia nọ đó là thú nó cúi đầu, thấy không? Là nó cúi đầu ra giác đó có cái vé cái mình đó là vô cửa nó coi phải không, vô trong mới có nhà mình ở. Ông ba đã giới thiệu rõ là như vậy. Bây giờ là giới sân tu mà nói chuyện đâu phải như vậy, trời Phật mới nói được câu đó chứ mình làm cái gì đó. Giới sân tu là thấy mua nhà thì cái ngọn cải dầu trở là trống rỗng cửa trời, người hung là khó tới, đấu dần hiền lên. Vậy thì cái người ăn chay là mới là hiền, hay gì không? Còn cái người ăn mặn là chưa hiền, bởi vì mình còn sắc ghét đó. Mà bây giờ mình đã biết được là cái dấu đức thầy rồi, biết đâu là chân lý, đâu là phước đức. Bây giờ mình cầm cái dao mà mình nghĩa là mổ bụng hay là chặt đầu, thấy không, nghĩa là cái con vật mình ăn, mà mình nói cái đó là mình hiền là chưa nghe. Cho nên giờ này là phải ăn chay niệm Phật mới lại đó. Cho nên nó là hôm nay ráng mà tu, đừng có khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn rập cơn mưa lớn, là nó tu một giờ là kể như hết trơn, phải không? Thì bây giờ qua đi cái năm nay nữa mình thấy nó tu một giờ là cũng nhiều rồi đó. Chứ còn nó đụng diện nữa là cái máy thiên cơ là mỗi phút mỗi thay mà Đức Thầy đã giới thiệu. Bây giờ việc sẽ đến là đây truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, máy thiên cơ một phút mỗi thay, nẻo thảnh si như thể tên bay, thì đường dinh nhục chỉ rủi mai con lát, thấy không? Bây giờ đó là cái cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến. Thì bây giờ đó là cái câu nói hồi nãy đồng đạo hỏi đó là chiều mai sẽ đến, bây giờ nó sẽ đến với chúng ta rồi. Đến thì vào cái năm Tý, rồi đến cái năm Sửu, rồi đến năm nay cái năm Dần, nó coi phải y vậy không, thấy không? Rồi sao rồi nó là dân còn thiếu mến chẳng mấy, thấy không? Mình thấy gì sao mình không tu nữa, rồi mình còn lại là đi lo tạo nghiệp kinh doanh này kia nọ, rồi còn phải hớn thua này kia nọ. Thấy không? Là ý Đức Thầy nó là còn mê, còn mê đó thì là Đức Thầy mới chỉ luôn một kia là mắt nhìn một góc thảm thê. Nó bây giờ ở ngoài kia đã thảm thê hết rồi đó. Bây giờ tổng thống của Putin là hiểu hẹn quánh có đâu 24 tiếng đồng hồ gì đó là hoàn toàn lấy Ukraine. Thì nói với dân, nói với là cán bộ phe nhà, đến phe nhà mình thì gì đâu có háo gì đâu, rồi ùm ra đánh. Mà đánh bữa nay nữa là phải 10 tháng rồi, phải không? Tàu giao thông nó là của cái tài sản gì đó hao không biết là bao nhiêu, rồi có nước Ukraine là thành phố nó cháy cũng không biết là bao nhiêu, phải không? Nó thì cái này là phải ông này là phải ông người phạm không, vì cái ông này là phải ông nói dốc không, ông nói dốc mà bây giờ bà con ở trong nước Nga giờ chết biết là bao nhiêu, chết là chết những anh em binh sĩ, nghĩa là quân hàm cao cấp tá tướng, thấy không? Nó rồi chết biết là bao nhiêu, rồi bên này thì nó là hao, phải không, của cải tài sản, rồi nhân dân lại là bỏ quê hương trốn qua nước khác, thấy không? Rồi bây giờ nó chấn động cả quốc tế phải y vậy không? Nó cho nên trận này tới đây đó, khi mà đến cái năm mà thành tới đây rồi, có chừng Đức Thầy nói là khắp thế giới nha, không nói là cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt, lập đời trở lại khắp đi thứ mới biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân diệt thiên cơ, khùng đã tỏ trai người đã hoa cho mình thấy hết rồi đó. Cái đó là cũng như cái thiên cơ lúc Đức Thầy nói hồi năm 1939 mà chưa có cái máy gì trơn thì sao mình biết, thấy không? Mà bây giờ đó là mình thấy trai người đã còn gì đó đâu. Đó là đúng là việc sẽ đến đó, đây truyền sự thật, chỉ còn có cách là chúng ta tu là chúng ta hưởng, rồi Phật mới buồn cho mình vậy mà thôi. Phiên trong lê thứ bước vào đường tu, nghe lời Đức Thầy rồi chúng ta lo tu thì có thể mới vượt qua cái nạn này, còn bằng không thì cái nạn này phải trả mà thôi. Bây giờ tới thời kỳ trả quả rồi, nên cho nên ở nước mình mà ở không yên, rồi phải nhờ là cái anh em ở bên cạnh nước khác, mà hồi nào giờ mình làm ác cho anh em bên này quá thì rồi người ta không có cho qua, thấy không? Thì qua sợ nó động lây nữa, cái này làm sao được. Cho nên cái này em hỏi câu này thì chỉ có cách là hôm nay chỉ lo tu thì nó mới có thể được vượt qua được. Bởi vì kỳ xá tội thì nay còn một lúc, sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ đó. Thì ra hôm nay chỉ còn có cách nghe lời Đức Thầy rồi nghe là lo tu, thì ở đây thầy lo cho, bởi vì thầy mới đủ cái chứng, nghe đủ cái chứng là bởi vì thầy có xác định,
của Phật Thích Ca và sắc lệnh là của Phật A Di Đà và chiếu chỉ của Ngọc Hoàng. Khi mình tu rồi thì Đức Thầy đã ấn chứng rồi, ông Ngọc Hoàng ông là giảm nhẹ thì mới vượt qua đi cái bệnh dịch này đó. Nước nào cũng vậy, đã cả toàn cầu thế giới này chứ không nó là riêng cái một nó là nước nào hết. Nó bây giờ là coi đài hồi đêm hôm đó bà con ơi, thấy ra thì ở Trung Quốc bây giờ đã nghe mà nó tới mà giới thiệu mà nó là thế này bệnh dịch mà nó truy quét thì còn cái gì. Rồi trốn đi đâu, phải không? Giống như bây giờ mình thì như lính đi vô ruộng bố mình trốn nó còn khoái không, mà bên gọi vô hình mà truy quét rồi mấy ông trốn đường nào, phải không? Vì lớn thừa kỳ như là trả quả rồi, như là ầm bị biết bao rồi đó. Bây giờ nếu làm ác thì sẽ gặp ác, phải không? Bây giờ là ai làm hèn sẽ gặp hèn. Nó cũng như Việt Nam mình được cái gốc tỉnh An Giang này là gốc Phật đó. Ai mà trở về sáu tỉnh miền Tây này rồi về An Giang này lo tu thì là cái nạn tai vượt qua hết. Ở đây là hay Dũng lên cái clip này đại diện cho cái giáo lý của Đức Thầy là nói thẳng và nói mạnh luôn. Bất cứ ai làm ác đâu hồn đời nào không biết, mà bây giờ chỉ lo tu là Đức Thầy tha thứ hết trơn trời đó. Cho nên từ chỗ đó bà con làm sao. Chứ còn nếu mà đi đeo qua Trung Quốc thì ở bệnh cái bệnh nạn này đó, trời đã sai chư tướng nên từ thế là giống như chuyến này trốn đâu không phải trắng. Bây giờ thật ra tiêu quét mà lại là lên cái nhà gì mà là thiêu đó, là 5 giờ sáng mà thiêu tới 10 giờ tối mà vẫn còn lửa hoài, mà người còn đậu xe lớp vậy đó, thì cái này quá xa là chết ở bên đó. Nên từ chỗ đó mà Đức Thầy nó lớp đau chết nha. Nên là kể thôi vô số thì bà con nhìn kỹ nha. Bây giờ mà ăn cái gì cũng vậy rồi tối bắt đài coi rồi như vậy thì coi Đức Thầy nói có hay không. Nếu có thì bây giờ ráng mà lo tu hiền. Nếu mà đi xa nhà quá thì mình mà ăn cái gì đó không có lập bàn thờ được cúng lại thì phải trở về cái niệm Phật mà Đức Thầy nói ráng lo tu niệm đó, đằng Thầy cứu cho. Bây giờ niệm Phật nó quá dễ, mà mình mặn cái gì cũng vậy cũng phải trở về cái nội tâm niệm Phật. Chứ còn cái tâm mình mà không có niệm được thì coi chừng là quỷ ma tà nó nhập vô, nó xúi mình cái chuyện làm nó không đúng, không tốt, thì cái này là cái tai hại đó. Cho nên từ chỗ đó mà là hôm nay Đức Thầy dạy là ráng lo tu niệm đặng Thầy cứu cho, thấy chưa đó. Thành ra như hôm nay nó rồi ráng tu đem được Phật vào trong tâm, nó đem được Phật vào trong tâm rồi chuyển cho cái tướng. Rồi Đức Thầy biểu ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tên, sau khi chúng ta ở nước nào để chăng nữa chúng ta được có cái giá thì trở về là Việt Nam. Khi mà nó đụng chuyện nhá, đụng chuyện thì chúng ta được có cái giá, chúng ta dục ở. Còn bằng không chiến này ở ngoài là phải chịu nạn. Mà về cái nạn gì, cái nạn mà giặc giả chiến tranh này đó là coi chừng là chịu không nổi đâu. Còn bây giờ tới cái nạn mà là giặc thú dữ nó xuống đi chứ. Đó, bây giờ thú dữ nó xuống là ở trên kia là Đức Thầy cho biết là rắn to, nghĩa là tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống là nó tha dương trần. Đó, mà khi qua cái tớp này rồi thì tới cái tớp khác nữa. Lớp khác là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đón, ai mà ăn ở nghinh ngang thì nó đón đường nó bắt, sẽ tan sắc hồn ở trong chiến này là không có còn. Vậy thì bây giờ chỉ còn có cách chúng ta nghe lời Đức Thầy thì chúng ta là ráng lo niệm Phật, chứ không còn cách nào nữa hết. Dù đi xa nhà mình nghèo khổ mà ăn thì bây giờ chỉ còn có cách là chúng ta niệm Phật, chứ không phải như ở tại gia mà có bàn thờ đồ rồi lo cúng lo lại đồ, thì bây giờ xa nhà là phải vậy mà thôi. Đó, cho nên cái trận này thì bây giờ bữa nay đó là mùng 7 rồi, còn cũng không có bao lâu nữa nên thì đã hết cái năm dần này, bắt đầu bước qua đó là năm Mão thì là như tơ rốt cuộc, là như tơ rốt cuộc là giống như hết màn ăn. Đó, vậy thì bây giờ bà con làm sao đó, làm sao phải phát huy khắc phục như thế nào để trở về nội tâm, trở về gia đình, trở về quê hương của mình để mà lộ tục cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây. Thì bước qua năm Mão này đó, như tơ rối cuồng. Nó Đức Thầy nói câu này như tơ rối cuồng nó giống như đó là không có bằng ăn gì được hết. Nó đụng chuyện nó khó khăn lắm chứ không phải nó cái chuyện chơi, cũng như bây giờ bệnh dịch này đây. Thì Đức Thầy nói đó thì nó xảy ra đó là toàn cầu thế giới bây giờ nước nào là cũng có bệnh hết. Thì tới đây cái câu này đó là năm dần nhiều chỗ bơ dơ thì bước qua năm Mão như tơ rối cuồng. Như tơ rối cuồng nó như có cuộn tơ mà nó rối rần sao mà ăn. Nó thấy không? Vậy thì bây giờ ráng tu làm sao cái năm dần mình mà được qua rồi tới cái năm Mão đó chúng ta
được em nữa đó, thì giống như chúng ta mua cái vé đằng mà chúng ta vô cửa trong giai đoạn giữa. Giai đoạn giữa này thì Đức Thầy giới thiệu đó là trạng trình truyền sấm có mấy lời, là năm rồng, rắn, ngựa, dê, chúng sanh thế giới nha. Đó là ê hề thay phơi đang đại. Thì bây giờ đó bà con mình cái câu giảng này chắc cũng nằm lòng, nghe không? Mà để coi có hay không. Nhưng mà bây giờ Hai Dũng tin chắc rằng Tý Sửu Dần mạo này có, thì cái năm Thìn này đó là phải có. Mấy ông bị ông trạng trình nữa đó, giờ ổng có mấy lời à, mà bây giờ là ổng giới thiệu đây, nhưng mà giờ nợ giờ nó chưa tới, chưa có, thì coi chừng trong con giáp này nó sẽ có. Nó có thì khổ nặng, nó sắp tới dữ dội nó. Vậy thì mẹo đã hết thì rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu. Nghe Đức Thầy nói là khắp hoàn cầu này đó là nghịch lẫn cùng nhau. Nó rồi lê dân trăm họ mới sáo sào, rã rời phụ tử mới máu đào nhuộm tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não quyết cứu người, dùng cái đạo phổ thông. Bây giờ nghĩa là Đức Thầy chỉ dùng cái đạo để rồi mở ra, để rồi dạy cho chúng ta để làm hiền lành, trở về người phàm mà trở về làm là tiên thánh Phật. Nên bây giờ bà con của mình, nghe không, xét coi có đúng gì không. Còn bây giờ mình quá ghiền nhiễm mê, mình chạy theo vật chất này kia nọ là hoàn toàn quá sát đau khổ. Nói bây giờ quý vị thấy coi, bây giờ ghiền nhiễm mê uống rượu coi khổ không, rồi ghiền nhiễm mà nghe là áp hiện coi, bà con thấy coi khổ không, thấy không? Bây giờ cho nên Đức Thầy đưa cái giới lực ra là ở trong là 8 điều là răng cấm cho mình đó. Nó trong điều thứ nhất thôi, ta cho nên uống rượu cờ bạc áp hiện chơi bời theo đặc điểm, phải giữ cho tròn lương lý, nghĩa là tam căn ngũ thường. Vậy thì chúng ta giữ được cái điều thứ nhất thì chúng ta giống như được có cái vé để rồi chúng ta vô cửa, rồi chúng ta coi ở trong cái năm Thìn như thế nào đó. Vậy thì nghĩa là hôm nay nó Đức Thầy cho biết là mẹo đã hết rồi, thì nghĩa là rồng bay dơ dẫn thì khắp hoàn cầu người lớn cùng nhau, thì tới nữa là con mèo nó lui, rồng tới bay dơ dẫn thì thế giới chiến tranh nổ khắp bùng đó. Thì nó nổ chứ này thì bà con không biết đó, là không phải nổ như ngày xưa, nó nổ là toàn là hạt nhân tên lửa gì không đó. Cho nên Đức Thầy đã giới thiệu rồi, thì nghĩa là trục kia nó chở đồng minh rồi, thì hai sông khô cạn nhật tinh rạng ngời, thì ngọn thủy triều nô nước sụt sôi, thì bầu trời đất một khen này nó sẽ lưng chuyển, nó quay trái đất liền. Thì nghĩa là chạm tới cù lao thì một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên đó, nghĩa là quan trời xuống là để giữ cái người hiền lại, vô cái là dự hội long qua, còn ở ngoài là phải chịu nặng. Cho nên Đức Thầy cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc, nghĩa là khắp hoàn cầu này thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa đó, thấy không? Bây giờ bà con nào miếu tin Đức Thầy ráng lo làm hiền đó, rồi nghĩa là niệm Phật đó, thì nghĩa là khỏi nơi khói lửa. Còn nếu bà con nào không tin, chạy theo cái vật chất mà không tu, thì chúng ta phải chết trong cái biển lửa, thiêu rụi trong cái biển lửa này, hoặc là giặc giả chiến tranh khổ nạn sắp tới đây đó. Chứ không phải nói cho nghĩa là cái chuyện đơn giản. Cho nên Đức Thầy mình là Phật, bởi vì ông là việc sẽ đến mà đây truyền sự thật, từ việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, như là máy thiên cơ một phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, thì đường dinh nhục chỉ rủ mai con lát là hết. Con làm sao nhận được cái chân lý này, ráng là mà tu cho nó kịp cái thời gian qua câu giảng của Đức Thầy là đời cùng tu cấp kịp thì, hoặc là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, thì cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Bà con nào có tu thì được có phước đức, có cái công thì là vô bên trong đó hưởng. Còn nếu không tu coi chừng chuyến này là bị cái đợt Covid-19 này nó sẽ tấn công, là biến thể. Cũng như bây giờ đó, đài quốc tế cho biết đó là hôm nay là cái bệnh dịch này nó truy quét ở Bắc Kinh, ở bên giờ quá sát rồi, chết ngày gì mấy triệu dân gì đó, rồi bây giờ tán lạc tán lạc. Thì nói cho bà con để nắm bắt, để bắt đài coi. Chứ còn ở đây là Đức Thầy đã nói gì sẽ đến rồi đó, là đây thì chưa thật. Bây giờ chia sẻ với bà con tới đây thì cũng hết cái video. Tôi bây giờ trước khi dứt lời, Hai Dũng không biết nói sao hơn, không lấy chi để đời bù đắp được cho cái công mà cao thượng của quý vị mà được coi, mà được nghe, được mình lo tu, thì không quên là Hai Dũng nguyện thành của Tam Bảo và mười phương chư Phật và quay linh của Đức Thầy và quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý liệt vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công.